Lớn lên trong tình thương yêu, chăm sóc của gia đình và được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tươi đẹp. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, luôn thể hiện là người khôn ngoan, trò giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Với lòng yêu nước nồng nàn và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, đồng chí đã nhận rõ nghĩa vụ vinh quang của người đoàn viên thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 9 năm 2010. Trong quá trình học tập công tác, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sáng tạo, tích cực chủ động, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã bay trên các loại máy bay IF-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, đồng chí đã có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm. Do có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại. Đồng chí được phong quân hàm thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm trung úy năm 2016, thượng úy năm 2019, đại úy năm 2021, được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm thiếu tá tại quyết định số 02 QĐT BQP ngày 1 tháng 2 năm 2023. Đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng Không quân, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921, đồng chí đồng đội mất đi người cán bộ, đảng viên ưu tú, đã được rèn luyện thử thách trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Gia đình, họ tộc mất đi trụ cột, một người con hiếu thảo, khiêm nhường, một người anh, người em quý mến. Chị Phương mất đi người chồng thân thương, nghĩa tình thủy chung, cha con phải chia xa tình phụ tử. Khu phố quê hương mất đi một công dân tiêu biểu, tâm huyết. Bạn bè thân hữu mất đi một người bạn thân thiết, nghĩa tình. Đồng chí ra đi để lại danh thân bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không quân ưu tú, chung với nước, hiếu với dân, còn động mãi những ấn tượng tình cảm tốt đẹp của một người con hiếu thảo, giàu lòng nhân nghĩa thủy chung. Quân chủng Phòng Không quân, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921 và toàn thể cán bộ chiến sĩ xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng thân nhân gia đình đồng chí Trần Ngọc Duy. Mong các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu hãy nén nỗi đau thương mất mát to lớn này để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Xin vĩnh biệt đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy. Và sau đây, ban tổ chức lễ tang xin kính mời ông Trần Ngọc Côn, đại diện gia đình, lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí, đại diện cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng Không quân, kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, ngành đoàn thể trong và ngoài quân đội, kính thưa Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường Quang Trung, tổ dân phố và bạn bè thân hữu gần xa, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, hai bên nội ngoại, các bậc thông gia cùng toàn thể gia quyến,
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện bay sẵn sàng chiến đấu tại sân bay Yên Bái vào hồi 12 giờ 27 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023. Con trai tôi đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình chúng tôi. Hôm nay, quân chủ phòng không không quân, sư đoàn không quân 371, trung đoàn không quân 921 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ tang đưa tiễn con trai tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang con trai tôi được tổ chức trang nghiêm trọng thể, được các đồng chí thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không quân, sư đoàn không quân 371, trung đoàn không quân 921 và các đơn vị cơ quan trong và ngoài quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, hai bên gia đình nội ngoại, các bậc thông gia và bạn bè gần xa đã dành thời gian đến phúng viếng, gửi vòng hoa kính viếng và chia buồn sâu sắc cùng gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể tỉnh Yên Bái và Thái Nguyên, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, hai bên gia đình nội ngoại, các bậc thông gia và bạn bè gần xa đã dành tình cảm đặc biệt cho gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn ban tổ chức lễ tang đã tạo mọi điều kiện để lễ tang con trai tôi được diễn ra trang nghiêm, trọng thể, đúng kế hoạch. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Bây giờ đã đến giờ di quan nên là đề nghị các đồng chí ở trong đơn vị di quan cho em để chuyển em về nghĩa trang liệt sĩ trong giúp ly. Sau đây các lực lượng làm nhiệm vụ vào vị trí. Thank you.
Thank you.